Nghi vấn thái tử Khôn ép tình một đêm phá thai đang là chủ đề nóng tại Cbiz. Bất chấp việc bị gỡ tên khỏi loạt chương trình Keep Running Man Thanh Xuân Có Bạn, phía thái tử Khôn vẫn không hề lên tiếng. Điều này càng khiến công chúng càng thêm nghi ngờ về bê bối của nam ca sĩ. Đến nay thì thái tử Khôn tiếp tục bị nghi ngờ có liên quan đến trẻ vị thành niên. Khi nhận được câu hỏi trên sóng livestream, blogger nổi tiếng Cát Tư Tề đã gật đầu nhưng sau đó lại làm động tác lắc cổ, nói rằng chỉ đang bị mỏi cổ. Tuy nhiên, netizen xứ Trung cho rằng Cát Tư Tề gật đầu xác nhận nhưng vì lo động tác mang tính khẳng định dễ bị kiện tụng nên đã thêm hành động tỏ ra mỏi cổ. Một blogger có tiếng khác là Dương Dương cũng nhắc tới cụm từ người tình bé nhỏ của thái tử Khôn. Hiện tại, CNET vẫn không ngừng bàn tán về bê bối của Thái Tử Khôn. Nếu Thái Tử Khôn có liên quan đến trẻ vị thành niên, nam ca sĩ nhiều khả năng sẽ vướng vòng lao lý. Thái Tử Khôn gây chấn động làng giải trí Trung Quốc khi vướng bê bối tình ái. Nam thần tượng vốn được coi là người lịch thiệp với phái nữ, giờ đây bị tố chối bỏ trách nhiệm làm cha ép người tình phá thai. Vào tối ngày 30 tháng 6, phía nhà sản xuất chương trình truyền hình Trung Quốc Keep Running bất ngờ thông báo hai tập cuối cùng của mùa 11 dự kiến lên sóng buổi tối cùng ngày phải hoãn lại. Nhà sản xuất cũng không cung cấp thêm bất kỳ một thông tin nào khác về lịch lên sóng bổ sung khiến khán giả hoang mang. Keep Running là chương trình truyền hình thực tế ăn khách ở Trung Quốc với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng thuộc các lĩnh vực, đến nay đã phát hành được 11 mùa. Truyền thông và dân mạng Trung Quốc đã lan truyền tin đồn về việc chương trình Keep Running sẽ hoãn chiếu tập mới vì sự xuất hiện của Thái Tử Khôn. Ngay từ sáng sớm, mạng xã hội đã dậy sóng với những cuộc tranh luận sôi nổi về vụ việc này. Khán giả cho rằng đội ngũ sản xuất đã hoãn chiếu để chờ đợi động thái chính thức của Thái Tử Khôn trước khi có những quyết định tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.